Con Ngọc Anh xin chào tất cả các bạn nhỏ vô cùng dễ thương và đáng yêu của chương trình. Ngày hôm nay các bạn muốn nghe chuyện gì nào? Có bạn nào còn nhớ câu chuyện của ngày hôm qua mà cô Ngọc Anh đã kể không? Chúng ta cùng nghĩ lại nhé. Các bạn nghĩ ra chưa nào? Cô Ngọc Anh gợi ý nhé. Ngày hôm qua thì chúng ta đã nghe câu chuyện về anh em sinh năm. Có 5 anh em trai giống nhau như tạc và mỗi người thì đều có những khả năng rất phi thường. Với những cái tên như là chàng khô này, chàng ướt này, mình đồng da sắt này, vén mây biết tuốt này. Và một cái tên nữa đó chính là mạnh mẽ. Câu chuyện rất thú vị phải không nào? Ngày hôm nay thì câu chuyện còn thú vị hơn nữa nha các bạn nhé. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện cổ tích 4 anh tài. Đây là câu chuyện kể về 4 chàng trai có khả năng và sức mạnh kỳ lạ và hành trình sang phương Bắc đòi nợ. Có điều gì thú vị? Các bạn chú ý lắng nghe nhé. Ngày xưa có 2 vợ chồng nhà nghèo mà không có con. Hai người khấn vái hết đền này đến chùa khác. Mãi sau mới sinh được một mụn con trai. Thằng bé thì lớn nhanh như thổi. Nhưng càng lớn, hắn càng ăn rất tợn. Bung kia, chảo nọ, nấu lên bao nhiêu cũng vơi mất. Hai vợ chồng cố sức làm nụng để nuôi con, nhưng cũng không nuôi nổi. Trong nhà có vật gì đáng tiền, họ đều bán sạch để cho con lấp đầy cái dạ dày. Sau rồi, họ chỉ có cách cho con đi tha phương cầu thực thì mới đỡ khốn vì nó. Một hôm, người cha gọi con lại bảo rằng: "Này con đã khôn lớn mà cha mẹ thì gần đất xa trời, yếu đuối không làm gì sinh lợi được nữa. Ngày xưa lúc nhà ta còn khá giả, có cho hoàng đế Trung Quốc vay vàng và bạc đến hơn 70 vạn lạng. Bây giờ con tìm cách sang bên đó đòi lấy mà ăn." Nghe nói, người con vâng lời đi ngay. Chàng cứ dọc bờ biển đi lần về phương Bắc. Một hôm đến xứ kia, bỗng gặp một người khổng lồ đang tát biển. Anh chàng tiến lại và hỏi: "Anh làm gì đấy?" Khổng lồ đáp: "Tôi tát cho cạn biển để tìm vàng ngọc ở dưới đó. Sức lực một mình làm sao mà tát cạn được? Ta có sức khỏe, không ai bì kịp. Không tin, anh cứ thử lại xách cái gầu của ta xem." Nhưng khổng lồ lấy làm lạ vì thấy hắn cũng nhấc nổi cái gầu của mình. Bèn mời về nhà kết nghĩa anh em. Anh chàng bèn rủ: "Anh hãy đi theo tôi đòi nợ vua Trung Quốc, lấy tiền ăn tiêu ngay. Còn như tát biển thì chờ lúc nào về sẽ tiếp tục." Khổng lồ nghe thấy cũng bùi tai, liền cùng nhau ra đi. Một hôm thì họ đi đến một hòn núi, thấy một anh chàng trẻ tuổi đang ngồi trên một tảng đá lớn, có vẻ rất là nhàn hạ. Hai người tiến đến hỏi hắn làm gì mà ngồi ở đây. Hắn liền đáp: "Ta ngồi ở đây thỉnh thoảng lại thổi một hơi, làm cho gãy cây, ngã cối, đưa về làm củi." Nghe nói lạ, hai người bảo anh làm thử cho xem. Quả nhiên là hắn vừa phùng má thổi một hơi thì cây cối ở trước mặt tự nhiên ngã rạp xuống như là bị một trận bão rất nặng nề. Hai người mới bảo anh ta rằng: "Bác có tài như thế, không đi khắp thiên hạ làm cho nổi tiếng một phen, chứ lại sống chui rúc ở xó rừng này làm gì? Thôi, bác hãy cùng với chúng tôi đi đòi nợ vua Trung Quốc, ngó chừng còn thú vị hơn là ở đây đấy." Anh chàng nghe nói bằng lòng ngay, rồi cả bọn cùng lên đường. 10 ngày sau, bọn họ lại đến một khu rừng khác. Thấy từ trong rừng sâu, bước ra một người cao lớn, vai gánh một đôi voi mà đi như bay. Cả bọn kính phục, vội gọi giật lại hỏi: "Bác gánh voi đi đâu thế?" "Tôi hàng ngày vào rừng tìm voi mà bắt. Bắt được con nào thì trói giỏ lại, gánh về để cho giữa thịt, lấy 1-2 cái ngà, bán kiếm tiền ăn tiêu." Cả bọn mới bảo: "Thôi, sức khỏe như thế thì tội gì mà cặm cụi trong rừng cho nó khổ. Hãy đi với chúng tôi đòi nợ vua Trung Quốc về chia nhau đi." Nghe nói, anh chàng vừa ý nên đã vội bỏ voi lại và nói: "Ừ thì đi." Đến kinh đô Trung Quốc, 4 chàng tìm vào hoàng cung, một toán lính gác đã cản lại không cho vào.
cả bọn mới nổi sung lên và nói: "Chúng ta sang đây đòi nợ, chứ có phải đi chơi đâu mà không cho vào." Và họ toan giã cho chúng nó một trận, nhưng anh chàng ăn khỏe cản lại, rồi biên một bức thư đòi nợ, bảo tên lính đem vào cho vua. Hoàng đế Trung Quốc đọc xong mới lấy làm lạ, liền sai một viên cận thần ra xem, thử xem là người nào mà lại to gan đến như thế. Viên cận thần ra một lát rồi trở lại mà tâu rằng: "Có 4 tên dị hình dị dạng ở nước An Nam sang, đứa nào cũng quyết đòi được nợ mới về, chúng nó toàn đánh cả lính." Hoàng đế nghe nói không vui, nhưng cũng truyền dọn yến đãi đang tiếp tế trước khi mà gặp họ. 4 chàng được mời vào phòng riêng ăn uống nghỉ ngơi trong vài ba ngày, nhưng họ ăn uống hung quá đến nỗi mà qua ngày thứ 3, mấy viên quan trông nom về ngự thiện phải vào báo cáo với vua rằng kho thức ăn của hoàng đế vì tiếp đãi 4 người khách lạ đã vơi hết ra nửa. Hoàng đế nghe đến mới giật mình, vội bảo mấy viên đại thần tìm cách ám hại họ đi cho khỏi phiền. Người ta được lệnh mời 4 anh chàng đi thuyền chơi hồ, rồi nhè vào lúc thuyền ra giữa hồ thì đánh đắm cho chết đuối tất cả. Quả nhiên, 4 anh em không ngờ xa vào mưu trí bị chìm xuống nước. Nhưng giữa lúc nguy cấp thì anh chàng khổng lồ đã nắm lấy chiếc thuyền như một chiếc gầu rồi tắt lấy tất để. Chỉ trong một chốc thôi, đáy hồ đã khô cạn rồi, cứu được 3 người bạn. Thấy họ sống yên lành, hoàng đế tức giận, vội sai dọn yến khoản đãi, rồi chờ lúc họ no say mới sai mấy đội quân xông vào để vây chém. Hôm ấy, 4 chàng vô tình cùng nhau chén tạc chén thủ, không nghi ngờ gì cả. Bỗng nhiên một tiếng hô vang, phục binh xông ra như kiến. Cả bọn toàn chạy, nhưng anh chàng thổi khỏe đã ngăn lại mà nói rằng: "Các anh cứ ngồi yên, để tôi cho bọn chúng siêu giạt một phen." Nói rồi, anh ta mới phùng má thổi mấy hơi. Bọn lính chịu không nổi với sức gió, bay văng đi như những cái lá khô. Thế là ở trong này, 4 chàng vẫn cứ ung dung ngồi chén ti tì cho đến mãn tiệc. Lần này, hoàng đế Trung Quốc lo lắng hết sức, bèn sai triệu các vị cơ mật đến để tính cách đối phó. Nhưng mọi người khuyên vua nên trả quách đi cho êm chuyện. Vua nói: 70 vạn lạng thì nhiều quá, các khanh có cách gì bắt chúng giảm bớt được không?" Một viên tâu lên: "Bệ hạ cứ giả cách bằng lòng trả, nhưng bắt các thần dân, các thuyền bè, xe cộ khắp trong nước, không ai được đánh thuê, chở thuê cho chúng, và bắt chúng nó không được chuyên chở làm nhiều lần. Như thế dù có sức như Hạng Vũ cũng chỉ mang ra được chừng 700 cân là hết nước." Vua bằng lòng theo cách đó. Đến ngày nhận vàng bạc, người ta thấy một mình anh chàng gánh voi, quẩy 2 cái sọt lớn vào kho. Chúng không ngờ chỉ một người đó thôi đã thừa sức gánh 70 vạn lạng. Bọn quan coi kho không biết làm thế nào, đành cắm đầu cân lấy cân để vơi hắn cả kho vàng bạc. Được của rồi, 4 anh chàng cúi chào hoàng đế rồi ung dung đi ra khỏi cung. Và khi về nước, họ chia nhau tiền tiêu xài sung sướng trọn đời. Số tiền ấy cũng được bọn họ giúp đỡ những người dân nghèo, những người khó khăn để có được cơm ăn áo mặc. Và như thế, họ đã cùng nhau sống sung sướng đến tận cuối đời. Câu chuyện ngày hôm nay cô Ngọc Anh kể đến đây là hết rồi. Các bạn thấy sao? Hôm nay lại là 4 anh tài nữa. Người thì có khả năng tắt cạn được cả biển Đông, người thì có thể thổi ngã được cây, người thì có thể gánh được voi, rồi cả một anh chàng ăn vô cùng khỏe nữa. Thế nhưng mà tất cả vừa bằng sức khỏe của mình, vừa bằng mưu trí của mình đã đòi được tận 70 vạn lạng bạc của vua Trung Quốc đấy các bạn ạ. Đây cũng là câu chuyện thể hiện ước mơ của dân gian xưa về việc đòi lại công bằng với chính quyền của đất nước ở phía Bắc. Nhanh quá, thời gian đã hết mất rồi. Bây giờ thì cô Ngọc Anh phải chào tạm biệt để các bạn đi ngủ sớm thôi. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào ngày mai các bạn nhé. Bây giờ thì cô Ngọc Anh xin được chào tạm biệt và chúc các bạn sẽ ngủ thật ngon nhé.